chào tất cả các bác. Tôi vừa rẽ từ đường Phạm Văn Đồng đi vào cho các bác. Và nếu mà các bác từ cái đường này này, các bác quay lưng lại mà các bác rẽ trái là đi về Hà Nội đấy. Còn rẽ phải lấy lên lại sân bay Nội Bài đấy. Thì đường Phạm Văn Đồng là một trong những cái trục đường kết nối giao thông giữa thủ đô và sân bay Nội Bài rất là nhanh. Thì trên thủ đang ở khu vực này ấy, thì phía bên phải các bác đã nhìn thấy nhá, đó chính là cái khu đô thị Tây Hồ Tây. Thì lát tôi sẽ chạy về dưới đấy tôi quay. Còn phía bên trái của các bác mà nhìn thấy ấy, đó chính là cái khu ngoại giao đoàn, có thể là liên quan một chút tới bộ ngoại giao chẳng hạn. Đấy, khu này thì ở thì chắc cũng cao cấp và xịn lắm đấy, nhiều điên lắm. Bây giờ chúng ta chạy qua bên đấy nhá, xem thử như thế nào. Thì các bác thông cảm một xíu là vì tôi mới đến Hà Nội có 1-2 ngày thôi và không phải là người Hà Nội, cho nên khả năng hiểu biết về đường đi lối lại trong mấy cái khu vực này ấy, hay là khi các cái nhận định thì tôi không giỏi nha các bác. Cho nên nếu mà có gì sai sót thì các bác thông cảm nhá. Chủ yếu là tôi quay cho một số bác có nhu cầu thuê mộ ở đầu tư, thì các bác có thể có một cái cách cách nhìn nó tổng quan nhất thôi, hoặc có thể tham quan một xíu để đỡ thời gian đi. Đó, thế bây giờ đây, đầu này là phía khu ngoại giao đoàn này các bác, về cái chung cư ngoài bên này. Thì phía ngoài này là nhà dân hồi có một vài cái biệt thự dọc dọc ven ven đây. Ở đây nó cũng kết nối với nhà dân các bác ở phía trong kia. Đấy, ngoài đây mấy cái biệt thự bỏ hoang hơi uổng đúng không? Tiền quá. To. Biệt thự to lắm, biệt thự này phải 3 tầng. Thế mà hiện tại người ta triển khai mới để như thế này thôi. Rất là uổng đúng không? Chắc là chờ có kinh phí hoặc là có người mua đấy. Cái này là chắc là phải chờ người mua, sau họ về họ tự sơn sửa lại theo ý của họ. Đây. Cái khu ngoại giao đoàn này thì nghe cái tên thì chắc có lẽ chúng ta cũng đã đoán biết được một phần nào rằng là nó liên quan tới bộ ngoại giao, chắc là thế. Tôi nghĩ là nó phải liên quan tới thế. Bộ ngoại giao thì giàu rồi, nhiều tiền lắm. Khu mấy cái biệt thự này ác liệt này. Cái khu này thì nói là ấy thôi, nhưng mà thực chất là nó xa đấy, xa thành phố chứ không có gần, đi xa mười mấy cây ra nội nội đô. Dự án ngoại giao đoàn tại Hà Nội này. Wow, mấy chung cư ở đây thì thôi, thật các bác là các bác mà có tiền thì nên ở mấy cái chỗ này, quá đã, họ thiết kế đẳng cấp lắm đấy. Mấy chung cư ở đây rất là đẹp. Ở cái khu này thì chắc là chung cư này thì chắc là chỉ dành cho các cán bộ của bên bộ ngoại giao chẳng hạn. Đây có cái công viên to lắm các bác này, các cái hồ to phết này à. Chắc là dành cho các cán bộ ngoại giao đấy, họ sẽ được mua ưu đãi ở đây, tôi đoán là thế thôi. Nghe cái tên thì cái tên thì chắc là nó đậm chất ngoại giao rồi. Cái chung cư này còn to này. Rồi là dành cho các cái cán bộ có thể bên đại sứ quán đấy, Hà Nội, rồi mấy cái đại sứ quán của người nước ngoài ấy, họ có thể ở khu vực này, hoặc có thể cho người ta thuê lại với giá rẻ. Mấy cái người là ngoại giao, người nước ngoài đấy, thì có thể ở khu này rất là thoải mái. Với lại cái khu này thì tôi thấy nó nằm cũng xa thành phố, nói là nằm ở phía Tây Hồ Tây nhưng thực chất thì tôi lại thấy xa đấy, chứ không có gần cả. Phía dưới này là khu đô thị Tây Hồ Tây rồi này, bên này là Tây Hồ Tây rồi này. Thì lát tôi chạy qua bên kia cho các bác xem. Thì cái dự án này nó ngăn kết với Tây Hồ Tây nha các bác. Đấy, cái khu đô thị này thì chủ yếu là chung cư thôi. Lát tôi chạy qua bên khu biệt thự xem nó còn có cái gì không. To quá nhỉ. Tôi nói thật là các bác là
cái gì thôi ấy, nhưng mà tôi phải đánh giá là cái thị trường bất động sản của Hà Nội là cực kỳ nghiêm túc luôn. Người ta xây chung cư này, khu đô thị, khu dân cư này, cực kỳ nghiêm túc và làm nó cuốn chiếu các bác ạ, chứ không phải ôm đồm như của dân Sài Gòn đâu. Dân Sài Gòn ôm đồm lắm, bên này đất vật quá trời rồi. Những cái dự án ở Sài Gòn thì người ta rất ôm đồm, có nghĩa là người ta làm cứ thích bao hết đất đấy và không làm, cứ thích chiếm đất. Còn Hà Nội là nó làm nó chiếm rồi, nhưng mà cứ làm đến đâu giải tỏa giải phóng này đây, rất là hay. Cho nên là các cái dự án thì rất an toàn, chủ đầu tư thì cũng không tốn quá nhiều vốn để mà triển khai những dự án của họ. Thôi tới đây quay lại nhá, quay lại vòng qua bên kia xem như thế nào. Đây có dự án Starlay này, dự án Starlay bên này này là 1 sao ấy. Vòng qua đây nhá, coi nhá, đây khu ngoại giao đàn đấy. Đây, khu ngoại giao đàn là người ta đã bao hết lại đây rồi các bác này. Diện tích khoảng tầm 10 mấy hecta, tôi đoán là thế. Thì tôi quay cái dự án này thực chất là để cho các bác đầu tư. Có thể là nói là khu ngoại giao đàn, nhưng mà chắc là nhiều người mua được, người ngoài mua được những cái suất giá rẻ, sau đó lại có sổ đỏ rồi lại đem bán đó, đầu tư. Nếu mà chúng ta mua được những cái suất đấy, đất đây thì cũng còn nhiều, đất đây chắc là sau này xây biệt thự các kiểu đấy, biệt thự rồi khu dân cư. Ở Hà Nội tôi phát hiện ra là không có cái kiểu nhà ống như Sài Gòn, rất ít kiểu cái nhà ống nhá, nhà ống mà nhà phố liền kề ấy. Rất là ít luôn, cực kỳ không có, tìm không ra. Ở Sài Gòn thì nhà ống là đặc trưng, nhưng ở Hà Nội thì tôi tìm không ra các bác, mỗi nhà đều có một cái nét riêng. Trời, Sài Gòn là xây kiểu công nghiệp lắm. Chỗ này chắc là phải đi vào được không? Đây có lạc hồng Lotus, cái dự án này chắc lớn đấy. To. Đây cái đường tầm hầm để xe của nó. Ở đây đi Hà Nội thì tôi chủ yếu tôi quay những cái dự án khu đô thị thôi, chứ không có sức quay mấy dự án chung cư các bạn. Nhưng mà dự án chung cư nào lớn hoặc là nó nổi bật quá thì tôi mới quay. Còn lại nó đủ sức vì tôi đi còn 1 tuần, chưa đến 1 tuần nữa. Sau đó đi chơi một xíu, làm cả năm trời rồi đi du lịch một xíu thôi, sau đó lại về lại tiếp tục với công việc. Đây cái hồ này quá đẹp các bạn, quá ngon, cái hồ quá đẹp. Hà Nội rất là nhiều hồ luôn, Sài Gòn thì không có hồ đấy nhá, Sài Gòn thì có các cái con kênh khối thôi. Đây, đất thì còn cũng khá nhiều đấy, không biết đây đất nền hay là quy hoạch gì đâu, nhưng mà tôi nghĩ khu này chắc là cho đất nền đi, xây biệt thự các kiểu đấy thì rất đẹp. Nhỉ, ha. Ở đây thì cũng có gì chê, đây có xe Coca đây này, quá ngon luôn. Thì xe Coca đóng cỏ ở đây rồi. Cái chỗ này, riêng cái khu này tôi nghĩ phải có đến 3 cái xe Coca nó sẽ mở, 3 đến 4 cái xe Coca. Wow.
ngoại giao đoàn. Nói chung là tôi là qua như thế này thì bác nào mà có nhu cầu mua thuê ở đầu tư gì những cái dự án ở khu vực này thì các bác cứ thế mà quất nhá. Tôi nghĩ khu này quá ngon để mà ở rồi, quá tốt. Bên này còn quá trời nhiều luôn, mấy quá trời block. Nhưng khu này lớn đấy, nhưng không nhỏ đâu, cực kỳ lớn luôn. Đây có Vinmark này. Dưới này là có mấy cái biệt thự các bác này. Chạy xuống biệt thự rồi ra luôn nhá. Thì hôm nay thì cố gắng quay mấy cái quan trọng để mà có thể có một cái kết nhìn tổng quát về Hà Nội hơn. Chứ tôi mới quay có được khu vực Long Biên thôi, khu vực Long Biên với một số cái dự án của Vinh thôi. Cho nên là cái nhìn tổng quan thì nó vẫn chưa có. Nhưng mà cơ bản rằng là có thể nhìn thấy được một điều rằng là những cái dự án ở Hà Nội rất là nghiêm túc, làm đến đâu ăn đến đấy. Người Sài Gòn thì dự án của Sài Gòn hơi chán. Bên này là biệt thự các bác này, biệt thự chắc là thuộc cái dự án khác rồi, mấy dự án biệt thự bỏ hoang bên này đáng tiếc nhỉ các bác. Vẫn còn những cái khu đô thị chết như thế này, những cái nhà như thế này buồn quá. Trời tiền luôn. Mấy cái căn biệt thự này chắc phải là mấy chục tỷ đấy. Các bác cứ nghĩ đi, ở bên Mỹ mà các bác bỏ ra 1 triệu đô nhá, các bác mua cả cái vùng đất luôn ấy. Mới có một số vùng ấy, ở California hay là mấy cái vùng trung tâm thì có thể là nó chỉ là một cái căn biệt thự nhỏ thôi, hoặc là căn nhà nhỏ thôi. Nhưng mà ở những cái vùng khác chẳng hạn thì có thể chúng ta mua được rất nhiều nhà khác, rất là nhiều cái biệt thự, rất là nhiều đất. Nhưng ở Việt Nam thì vài chục tỷ chỉ mua được một căn biệt thự vừa ở trung tâm thành phố. Thôi đi ra nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video này. Hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.